Đôi đũa thần kỳ là những loại đá quý hiếm có nguồn gốc từ bang Queensland của nước Úc, được hình thành từ những tinh thể thạch anh cực nhỏ nằm trong các dải vân nhiều màu sắc. Chúng hấp thu năng lượng âm một cách độc lập cho mỗi một người duy nhất, làm lưu thông dòng tuần hoàn máu trong cơ thể con người. Chỉ sau 2 phút sử dụng, chúng ta sẽ cảm nhận ngay sự mịn màng của làn da phía trên và dưới mắt, giúp thư giãn đôi mắt, xóa tan nếp nhăn và bọc mỡ dưới mắt, làm dịu tan những cơn nhức đầu, giúp thông mũi và những bệnh về mũi, giúp hết ù tai, nhức đầu và thông huyệt đạo thần kinh, giúp xóa tan những lằn nhăn trên trán, đã thông nhiều huyệt đạo và kinh mạch trên cơ thể. Được khách hàng khắp nơi trên thế giới email khen ngợi, sau 2 năm nghiên cứu, chính phủ Úc đã cấp bằng và cấp phép cho đôi đũa thần kỳ Miracle Ones. Qua quá trình nghiên cứu và phát minh, tôi đã được chính phủ Úc cấp bằng khen và bằng sáng chế. Nay tôi xin giới thiệu ra toàn thế giới. Đôi đũa thần kỳ 11770 Warner Avenue Suite 207, Fountain Valley CA 92708, điện thoại 714-486-3181.